Mới đây, Bộ Công an đã khẳng định kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc yêu cầu các nhà mạng thực hiện khóa các thiết bị di động bị trộm cắp theo số email là không khả thi. Lý giải về đề xuất này, Bộ Công an cho biết, về nguyên tắc, số email của các thiết bị di động là duy nhất và không được trùng nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, các loại điện thoại của Trung Quốc, các tổng đài nội bộ di động, hệ thống trộm cắp viễn thông thường có số email giống nhau. Trong đó, một số email có thể sử dụng chung cho hàng chục số điện thoại. Điều này khiến cho việc phong tỏa kết nối các thiết bị viễn thông dễ bị nhầm lẫn. Cũng theo phân tích, giải pháp chặn kết nối của thiết bị thông qua số email chỉ hiệu quả đối với một số thiết bị chính gốc Âu Mỹ dùng độc lập, chưa bị thay số email.